Không còn bao lâu nữa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ bắt đầu. Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, khách quan, đúng quy chế. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã được ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng quyền Chợ Mới thực hiện chu đáo. Công tác ôn luyện được thực hiện khẩn trương ở các trường. Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Đăng Sơn, thị trấn Chợ Mới, vào những ngày cuối tháng 5, thầy và trò nơi đây đang ráo riết ôn luyện, chuẩn bị hành trang cho kỳ thi vào đầu tháng 6. Nhà trường đã có kế hoạch từ sớm, ngay từ đầu học kỳ 1, tăng tiết đối với 3 môn văn, toán, tiếng Anh là 3 môn thi trong kỳ thi tuyển sinh, với thời lượng 30 tiết mỗi môn. Sau khi kết thúc học kỳ 2, nhà trường dành 1 tháng tập trung ôn tập cho các em, với tổng thời lượng 3 môn là 105 tiết. Cùng với đó là các giáo viên chủ nhiệm quan tâm sâu sát đến học sinh, phối hợp chặt chẽ với gia đình để kịp thời nhắc nhở, động viên học sinh. Trong công tác ôn tập, trường quan tâm đến năng lực của từng nhóm học sinh để triển khai nội dung cho phù hợp. Theo đó, các thầy cô dạy phân hóa. Đối với học sinh học lực trung bình thì chú trọng củng cố kiến thức cơ bản trước rồi nâng lên từng bước để các em có thể đạt điểm tốt. Còn học sinh khá, giỏi thì sẽ phát huy khả năng của các em để tập trung giải quyết những bài nâng cao, đòi hỏi khả năng vận dụng tư duy giúp các em đạt điểm số cao. Môn toán năm nay thì tập trung vào những cái trọng điểm là về chương trình đó thì nó có hai phần đại số và hình học. Đại số thì tập trung vào các cái dạng bài tập tiếp cận với các em thi cái đề thi lớp 10, tuyển sinh vào lớp 10 đó. Thì phần đại số thì chẳng hạn như các dạng bài tập như là phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai, hệ phương trình bậc nhất, đồ thị của hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai có dạng đơn giản y bằng a x bình phương, rồi đồ thị của hai cái hàm số đó, rồi các cái bài toán liên quan tới hệ thức QS, mà đó là phần đại số. Còn phần hình học thì nó có hai phần liên quan tới tính toán, thì áp dụng luyện tập các cái dạng bài tập áp dụng cái hệ thức lượng giá, hệ thức lượng và cái đường tròn, góc và đường tròn và tam giác, tứ giác. Năm học này, trường trung học cơ sở Nguyễn Đăng Sơn có tổng số 10 lớp 9 với 351 học sinh. Tốt nghiệp trung học cơ sở 351 em, tỷ lệ 100%. Có 341 trên tổng số 351 em tốt nghiệp, đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Trong số đó, tổng hợp nguyện vọng 1 có 3 em đăng ký thi tuyển lớp 10 vào trường chuyên Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên. 336 em đăng ký thi tuyển vào trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Chợ Mới. Và 2 em đăng ký thi tuyển vào trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Phú Tân. Khi mà nhìn lại cái kết quả thi học kỳ 2 cũng như là cả năm của em thì em thấy khá là tự tin vào cái khả năng của bản thân trong kỳ thi tuyển sinh lần này. Tuy nhiên thì em cũng còn hơi lo lắng, bởi vì có một số mảng kiến thức em chưa có nắm rõ, như là khi mà đứng trước cái kỳ thi lớn thì em có một chút xíu hồi hộp. Thì mặc dù còn một số cái mảng kiến thức em chưa có nắm vững, nhưng mà trong cái thời gian tham gia cái chương trình ôn thi tuyển sinh do nhà trường tổ chức được một thời gian, thì em thấy là em được các thầy cô ôn tập lại các cái kiến thức cơ bản, cũng như là được bồi dưỡng các cái kiến thức nâng cao. Do đó mà em đã nắm lại được các cái kiến thức mà trước đây mình chưa có nắm vững, và em thấy tự tin và an tâm hơn trước cái kỳ thi lần này. Đến với kỳ thi tuyển sinh năm nay thì nguyện vọng 1 của em là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, và nguyện vọng 2 là trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm. Dạ, lúc đầu thì em cũng có hơi sợ, hơi băn khoăn, nhưng mà sau đến thời điểm thực tại, sau một thời gian được thầy cô hệ thống lại kiến thức thì em cảm thấy mình tự tin hơn. Theo lịch thi được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang công bố, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay trên địa bàn huyện Chợ Mới sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng 6 với 3 môn thi. Cụ thể, sáng ngày 3 tháng 6, thí sinh dự thi môn ngữ văn, thời gian 120 phút. Chiều ngày 3 tháng 6, thi môn tiếng Anh, thời gian 60 phút. Sáng ngày 4 tháng 6, thi môn toán, thời gian 120 phút. Và chiều ngày 4 tháng 6, thi môn chuyên, đối với các em đăng ký vào trường chuyên. Trước đó, vào 14 giờ ngày 2 tháng 6, thí sinh nghe sinh hoạt quy chế tại điểm thi.